Dạ, thưa cậu ba, cà phê con pha xong rồi, con vô được không cậu ba? Vô đi. Dạ, con mời cậu ba. Sao còn đứng đó? Dạ, con đợi cậu ba uống xong rồi con dẹp ly luôn, chứ con sợ mấy con kiến nó vô nó cắn cậu ba. Dạ không phải, ý của con là con sợ mấy con kiến nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm với lại đường á, nó sẽ lên cắn cậu ba. Cậu ba không thích thì con đi ra ngoài. Dạ sao vậy cậu ba? Cái này mày gọi là cà phê hả? Hả? Cậu ba đâu? Mày pha bao nhiêu muỗng đường hả? Dạ con pha có 3 muỗng đường à. Dạ. Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường. Cái lỗ tai của mày đi đâu vậy hả? Dạ, con quên, con xin lỗi cô ba. Để con đi ra con pha liền ly khác. Lần này mà pha không đúng ý tao á, dạ, chết đi. Dạ. Trời ơi, đau quá. Bình, lại tao biểu nè. Dạ. Mày vô phòng cậu ba mày lượm mấy miếng nỉa giùm tao đi. Dạ. Em gì? Bị gì vậy? Bị cậu ba nhéo lỗ tai. Có sao không? Đau gần chết mà hỏi có sao không nữa. Gọi lét rồi đó. Ây da. Cái lỗ tai còn dính trên mặt mà, chưa có sức, không có sao đâu. Đồ quỷ. Nhìn gì? Lo đi làm đi, dòm, nhiều chuyện. Cô vô đây làm chi? Dạ, con vô dọn phòng cho cậu. Chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi, không phải chuyện của cô. Ra ngoài. Dạ, cậu ơi, bà chủ bà mướn con rồi, nên bắt đầu từ bữa nay con là người ăn kẻ ở trong nhà này. Vậy à? Dạ. Ủa mà sao cô biết trong phòng này có ly bể mà cô vô đây dọn? Dạ, chị Hiểm chị biểu con á. Dạ, cậu ba để con dọn tiếp. Dạ. Xong dọn tiếp đi. Dạ, con dọn liền nè cậu ba. Dạ, con xin lỗi. Lỗi gì? Dạ, xin lỗi con không có gọn gàng. Tuy là có hơi không gọn gàng nhưng không sao, tao thích như vậy. Dọn tiếp đi. Dạ. Con Hiểm đâu? Dạ, cậu ba cứu con. Dọn hết cái đống này cho tao. Con Bình bỏ xuống đi theo tao.
Mày đi đâu vậy? Cái gì vậy? Tại sao lại mình dọn?